Thao chim cô gái miền Bắc, số điện thoại là 0163 5305 982. Xin thông báo với tất cả các bác cao tuổi và các anh em ở trên diễn đàn chim cô gái hay, hiện nay là đã đúc ra được cái giống chim như thế này. Về cơ bản thì tổ tiên của nó cũng có một chút liên quan đến chim Thái. Thế nhưng mà nó qua nhiều thế hệ ép và đến bây giờ nó ra được một cái màu và cái dáng dấp như này. Về cơ bản nó sẽ khác biệt về cái màu lông, còn mọi vấn đề về âm giọng cũng như về cườm và đề là nó đạt được khoảng 90% là cu ta. Đó. Vậy vị chi là anh em cũng rất là phấn khởi và cũng chúc mừng cho bên Thao chim cú gáy đã có được những cái nghiên cứu và có những cái đúc rút ra những cái giống chim nó mới lạ để cho phục vụ anh em trên diễn đàn để cùng chơi. Đó thì các bạn thấy là cái hình thù của nó thì nó cũng như về cơ bản loại này thì nó sẽ là cườm, cườm đen, cườm như cu cườm, cu đất và giọng thổ, và chân của nó cũng là chân đỏ. Chỉ có duy một điều là lông đuôi của nó là trắng và nó trắng bả cánh, trắng trắng lườn, rồi nó trắng theo một góc độ nó rất là đều đặn trên cơ thể. Đấy, các bạn thấy là chúng cũng khá là màu mè và đáng yêu. Thế thì mong là các bác cũng có thể là đặt hoặc là có thể là cùng chơi với Thao chim cú gáy. Số điện thoại là 0163 5305 982. Mong là các bác sẽ ủng hộ cái kênh chim cú gáy hay này để thường xuyên mình có động lực mình ra những cái giống chim, những cái giọng chim mới của năm 2018. Đó, mình xin mình xin nhắc lại số điện thoại của Thao chim cú gáy là 0163 5305 982, một đơn vị nuôi phát triển trang trại vườn và kinh doanh chim cú gáy lành mạnh, đúng đúng theo phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Và cái số tài khoản của bên mình là 2210205156681, và địa chỉ của mình là công khai là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Rất mong các bác và các anh em cùng đến thăm và cùng giao lưu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hãy đăng ký kênh Chim Cú Gáy Hay ở trên YouTube và trên Facebook để luôn luôn đón nhận những video mới luôn luôn ra hàng ngày với các chủ đề khác nhau của Thao chim cú gáy. Thân ái chào tạm biệt. Chúc các bạn có những chú chim hay và có niềm vui từ những chú chim đó.